Sách Thi Thiên, chương 76. Đức Chúa Trời của Gia-cốp là đấng chiến thắng. Trong Giu-đa, người ta biết Đức Chúa Trời, danh Ngài thật vĩ đại giữa Israel, đền tạm của Ngài ở Sa-lem và nơi ngự của Ngài tại Si-ôn. Tại nơi ấy, Ngài đã bẻ gãy những mũi tên lửa, cái khiên, thanh gươm và vũ khí chiến tranh. Chúa rực rỡ, oai nghi, trở về từ các núi chiến lợi phẩm. Các dũng sĩ đã bị cướp lột. Họ chìm sâu trong giấc ngủ mình. Chẳng một người mạnh dạn nào nhấc nổi cánh tay mình. Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp, khi Chúa ở trách, ngựa và người cưỡi ngựa đều ngã chết. Chính mình Chúa thật đáng sợ. Cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa? Từ trên trời, Chúa truyền sự phán xét, thì đất sợ hãi và nín lặng. Đức Chúa Trời trỗi dậy phán xét để giải cứu các người nhu mì trên đất. Cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi ca Chúa, còn cơn giận dư lại, Chúa sẽ ngăn cản. Hãy hứa nguyện với Jehovah Đức Chúa Trời và thực hiện điều các ngươi đã hứa với Ngài. Mọi người ở chung quanh Ngài, hãy đem lễ vật dâng lên đấng đáng kính sợ. Ngài diệt tính kiêu ngạo của các quan trưởng, các vua thế gian phải kính sợ Ngài. Sách Hebrew, chương 10. Đức Chúa Giê-xu là nguồn gốc của ơn cứu rỗi. Vì luật pháp chỉ là bóng của những điều tốt đẹp đến sau, chứ không phải là hình thật của sự vật. Cho nên, những người đến gần Đức Chúa Trời không bao giờ toàn hảo nhờ các sinh tế được dâng liên tục năm này qua năm khác. Nếu được, thì họ đã ngưng dâng sinh tế rồi, vì những người thờ phượng đã được thanh tẩy một lần đủ cả. Như thế, họ đâu còn cảm biết tội lỗi nữa. Nhưng các sinh tế đó chẳng qua là để nhắc nhở hàng năm về tội lỗi, vì máu của bò đực và dê đực không thể cắt tội lỗi đi được. Do đó, khi Đấng Christ vào thế gian, Ngài phán, Chúa không muốn sinh tế, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho tôi. Chúa chẳng vui lòng về tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. Bây giờ, tôi nói, lạy Đức Chúa Trời, này tôi đến. Trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trên kia Ngài phán, Chúa không muốn, cũng không vui về những sinh tế, lễ vật, tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. Đó là những lễ vật theo luật pháp. Rồi sau lại nói, này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy, Chúa đã bỏ điều trước để lập điều sau. Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ một lần đủ cả. Mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế là điều không bao giờ có thể cắt tội lỗi đi được. Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Và từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ cho chân Ngài. Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy. Vì sau khi nói, Chúa phán, này là giao ước ta sẽ lập với họ. Sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong lòng họ và ghi tạc vào trí họ. Ngài lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa. Nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa. Con đường mới và sống vào nơi chí thánh. Vậy, thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu để được dạng dĩ vào nơi chí thánh, bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác Ngài,
lại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa, nhưng chỉ kinh khiếp chờ đợi sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi. Ai đã vi phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng thì chết đi không thương xót. Phương chi kẻ dây đạp con Đức Chúa Trời, coi thường huyết của giao ước, tức là huyết đã thánh hóa mình, lại còn xúc phạm thánh linh của ân điển, thì anh em nghĩ người ấy không đáng bị trừng phạt nặng nề hơn sao? Vì chúng ta biết Đấng đã phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, và lại phán, Chúa sẽ phán xét dân mình, xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thì thật là kinh khiếp. Nhưng hãy nhớ lại những ngày đầu tiên, sau khi được soi sáng, anh em chịu đựng cuộc chiến đấu lớn với nhiều gian khổ. Khi thì công khai chịu sỉ nhục và gặp hoạn nạn, khi thì chia sẻ nỗi niềm với những người bị ngược đãi như vậy. Vì anh em đã cảm thương với những người bị tù và vui lòng chấp nhận để của cải mình bị cướp đoạt. Bởi anh em biết mình có của cải quý hơn và còn lại mãi. Vậy, chớ bỏ lòng tin quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì nhận được điều đã hứa cho mình. Vì chỉ còn ít lâu nữa thôi thì Đấng đang đến sẽ đến. Ngài không chậm trễ đâu. Người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin. Còn nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng vui chút nào. Nhưng chúng ta không phải là kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi. Sách Jeremy, chương 1. Chúa kêu gọi Jeremy. Đây là sứ điệp của Jeremy, con trai Hilkia, một trong những thầy tế lễ ở Anatot, xứ Benjamin. Đức Giê-hô-va đã phán lời này với ông vào năm thứ 13 đời trị vì của Josiah, con trai Amon, vua Juda, và suốt thời trị vì của Jehoiakim, con trai Josiah, vua Juda, cho đến cuối năm thứ 11 thời Sê-đê-kia, con trai Josiah, vua Juda, khi dân thành Jerusalem bị lưu đày vào tháng thứ 5. Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng, trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, ta đã biết con. Trước khi con ra đời, ta đã biệt riêng con. Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước. Tôi thưa, ôi lạy Chúa Giê-hô-va, con không biết ăn nói thế nào, vì con còn non trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với tôi, đừng nói con còn non trẻ, vì con sẽ đi khắp nơi nào ta sai con đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền con nói. Đừng sợ chúng nó, vì ta ở với con để giải cứu con, Đức Giê-hô-va phán vậy. Rồi Đức Giê-hô-va đưa tay chạm vào miệng tôi. Đức Giê-hô-va phán với tôi, này, ta đã đặt lời ta trong miệng con. Hãy xem, ngày nay ta đã lập con nắm quyền trên các dân tộc, các vương quốc, để con bứng gốc hoặc phá sập, tiêu diệt hoặc lật đổ, xây dựng hoặc vun trồng. Lời Đức Giê-hô-va lại đến với tôi, Jeremy, con thấy gì? Tôi thưa, con thấy một nhánh cây hạnh. Đức Giê-hô-va phán, con thấy đúng đó, ta đang thức
để thực hiện lời ta đã phán. Lời Đức Giê-hô-va lại đến với tôi lần thứ hai rằng: Con thấy gì? Tôi thưa: Con thấy một nồi nước sôi, miệng nồi nghiêng xuống từ phương Bắc. Đức Giê-hô-va phán: Tai họa từ phương Bắc sẽ giáng trên tất cả cư dân trong xứ này. Vì này, ta sẽ triệu tập tất cả dòng tộc của các vương quốc phương Bắc lại. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng sẽ đến và tất cả đều đặt ngay mình tại lối vào các cổng thành Jerusalem, bao vây thành lũy nó cũng như tất cả các thành của Giu-đa. Ta sẽ tuyên án trừng phạt chúng về mọi điều gian ác mà chúng đã làm khi lìa bỏ ta, dâng hương cho các thần khác và cúi lạy các sản phẩm do tay chúng làm ra. Nhưng riêng con, hãy thắt lưng và nhanh chóng nói với chúng mọi điều mà ta truyền cho con. Đừng khiếp sợ chúng, kẻo chính ta làm cho con khiếp sợ trước mặt chúng. Này, ngày nay, chính ta lập con lên làm một thành trì vững chắc, làm cột sắt, tường đồng để chống lại cả xứ này, chống lại các vua Giu-đa, các thủ lĩnh, các thầy tế lễ và dân trong xứ. Chúng sẽ giao chiến với con nhưng không thắng được. Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì ta ở với con để giải cứu con. Chương 2. Israel lìa bỏ Đức Chúa Trời. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi. Hãy đi và nói vào tai dân Jerusalem rằng: Đức Giê-hô-va phán thế này. Ta nhớ đến lòng trung thành của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi như cô dâu mới về nhà chồng, lúc ngươi theo ta trong hoang mạc, trên vùng đất không gieo trồng. Israel là dân biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va, là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài. Những ai ăn nuốt dân ấy sẽ mắc tội, tai họa sẽ giáng trên chúng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi nhà Gia-cốp và mọi gia tộc Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán thế này. Tổ phụ các ngươi có thấy điều bất chính nào trong ta không, mà đã lìa xa ta, đi theo sự hư không và trở thành những kẻ vô giá trị? Họ không thể hỏi Đức Giê-hô-va đâu rồi. Ấy là đấng đã đem chúng ta lên khỏi Ai Cập, dắt chúng ta qua hoang mạc, qua xứ hoang vu đầy hầm hố, miền đất khô cằn và trũng bóng chết, nơi không có người qua lại và chẳng ai dám ở. Ta đã đem các ngươi vào một vùng đất trù phú để hưởng hoa quả và các sản vật tốt đẹp của nó. Nhưng khi vào đó, các ngươi đã làm ô uế đất ta, đã làm cho sản nghiệp ta trở nên ghê tởm. Các thầy tế lễ không buồn hỏi Đức Giê-hô-va ở đâu. Những người giảng dạy luật pháp không còn biết đến ta nữa. Những kẻ chăn nổi lên chống lại ta, các nhà tiên tri lại nhân danh ba anh mà nói tiên tri, chạy theo các thần tượng vô ích. Đức Giê-hô-va phán, vì vậy ta buộc tội các ngươi và buộc tội cả con cháu của các ngươi nữa. Hãy qua đảo Kít-tim mà xem, hãy cử người đến Kê-đa mà tìm hiểu thật kỹ càng, để xem đã từng có việc như thế bao giờ chưa. Có dân tộc nào thay đổi thần của mình không, dù chúng chẳng phải là thần? Thế mà dân ta đã đổi vinh quang của mình để lấy thần tượng vô ích. Hỡi các tầng trời, hãy kinh ngạc về việc này, hãy rúng động và thật sự bàng hoàng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Dân ta đã phạm hai điều ác. Chúng đã lìa bỏ ta là nguồn nước sự sống, tự đào bể chứa nước, bể bị rạn nứt không chứa nước được. Israel có phải là một nô lệ hay một đầy tớ được sinh ra trong nhà chủ không? Vậy tại sao nó lại bị cướp đoạt? Các sư tử tơ gầm gừ, rống lên chống lại nó, làm cho đất nó trở nên hoang vu, các thành nó bị thiêu hủy, không người ở. Ngay cả dân thành Nốt và Tác Pha Nết cũng cạo trọc đầu ngươi. Chẳng phải chính ngươi đã tự gây ra điều đó cho mình, vì đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời khi Ngài đang dắt ngươi trên đường đó sao? Bây giờ, ngươi được gì khi xuống Ai Cập để uống nước Si-ho?
ngươi được gì khi qua Assyri để uống nước sông Euphrat? Tội ác ngươi sẽ trừng phạt ngươi, sự bội bạc của ngươi sẽ cáo trách ngươi. Hãy nhận biết và thấy rõ sự xấu xa và cay đắng khi lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời và không có lòng kính sợ ta. Chúa là Đức Jehovah vạn quân phán vậy. Từ lâu ta đã bẻ ách, bứt đứt xiềng xích cho ngươi, nhưng ngươi lại nói, tôi sẽ không phục vụ nữa. Thật vậy, trên mọi đồi cao, dưới mỗi lùm cây rậm lá, ngươi cúi xuống như một gái điếm. Còn ta đã trồng ngươi như một cây nho tuyển, từ giống nho thuần chủng. Nhưng sao ngươi lại thoái hóa thành cây nho hoang tạp chủng? Dù ngươi có dùng thuốc tẩy và nhiều xà phòng để tẩy rửa chính mình, thì trước mặt ta, dấu vết tội ác ngươi vẫn sờ sờ ra đó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Làm sao ngươi dám nói, tôi đâu có bị ô uế, tôi đâu có theo thần Ba Anh? Hãy nhìn vào đường lối ngươi nơi thung lũng, hãy biết rõ điều ngươi đã làm. Như con lạc đà cái tơ lanh lẹ chạy lung tung, như con lừa rừng quen sống trong hoang mạc, hít gió khi động đực, ai có thể kìm hãm cơn thèm khát nó được? Muốn tìm nó không có gì khó nhọc, cứ đến trong tháng nó động đực thì sẽ tìm được nó. Hãy giữ chân ngươi không đi chân đất, cổ ngươi không bị khát. Nhưng ngươi nói, vô ích, tôi đã yêu thích các thần ngoại bang và sẽ đi theo chúng. Thì nhà Israel gồm vua chúa, giới lãnh đạo, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri cũng sẽ xấu hổ như thế. Chúng nói với khúc gỗ, Ngài là cha tôi, với cục đá, Ngài đã sinh ra tôi. Vì chúng đã quay lưng thay vì quay mặt lại với ta. Nhưng trong lúc hoạn nạn, chúng lại nói, xin mau cứu giúp chúng con. Vậy, chứ các thần mà các ngươi tự lập ra đâu cả rồi? Nếu chúng có thể cứu các ngươi trong lúc hoạn nạn, thì hãy để chúng đến cứu giúp đi. Vì hỏi Giuđa, ngươi có bao nhiêu thành, thì cũng có bấy nhiêu thần kia mà. Sao ngươi còn dám tranh luận với ta? Tất cả các ngươi đều phản nghịch ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã đánh con cái các ngươi thật vô ích. Chúng không chịu sửa dạy. Gươm các ngươi đã giết các nhà tiên tri như sư tử vồ mồi. Hỡi các ngươi trong thế hệ này, hãy suy gẫm lời của Đức Giê-hô-va. Có phải đối với Israel, ta là một hoang mạc, một vùng đất tối tăm mù mịt chăng? Thế sao dân ta lại nói, chúng tôi muốn đi đâu thì đi, chúng tôi sẽ không đến với Ngài nữa? Có trinh nữ nào quên đồ trang sức, hay có cô dâu nào quên áo cưới của mình không? Nhưng dân ta đã quên ta, từ bao ngày không đếm được. Thật, người đã khéo vạch đường mở lối để tìm kiếm tình yêu. Ngươi còn dạy các đường lối đó cho cả những người đàn bà xấu nết. Trên vạt áo ngươi cũng vấy máu của người nghèo vô tội. Dù ngươi không bắt quả tang họ đào ngạch khoét vách, nhưng bất chấp tất cả, ngươi vẫn nói, tôi vô tội, cơn giận của Ngài đã lìa khỏi tôi. Này, vì ngươi nói, tôi không có tội, nên ta sẽ phán xét ngươi. Làm sao ngươi có thể thay đổi đường lối mình nhanh như thế? Ngươi đã xấu hổ về Assyri thể nào, cũng sẽ xấu hổ về Ai Cập thể ấy. Từ nơi đó, ngươi sẽ chắp tay trên đầu mà ra đi. Vì Đức Giê-hô-va loại bỏ những kẻ mà ngươi trông cậy, chúng sẽ chẳng làm cho ngươi được thịnh vượng.